kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng bào cả nước đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vô cùng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được diễn ra trọng thể trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7, được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nhiều người dân có mặt từ rất sớm tại địa điểm tang lễ, mong muốn được một lần đứng trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ lòng biết ơn về những cống hiến của ông với đất nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng sớm, rất đông các đoàn đại biểu, người dân tập trung thành từng hàng nghiêm trang chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư. Ai nấy cũng đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài đại biểu, người dân, cán bộ, nhiều hoa hậu, nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đã đến dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như Hoa hậu Hờ Henie, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Những bức ảnh, những cuốn sách, những dòng tiểu sử này đã khiến nhiều người không khỏi xúc động khi ghé đến tham quan. Tất cả được trưng bày tại không gian Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh ở Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất, nhằm bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đối với công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện không gian để các bạn đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi thành phố có cơ hội được tham quan tìm hiểu về cuộc đời của Tổng Bí thư. Không gian Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động từ 7 giờ ngày 25 tháng 7 đến 17 giờ ngày 26 tháng 7. Tại khu vực trưng bày còn có sổ lưu niệm để mọi người chia sẻ những dòng cảm xúc, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi thành phố đến tham quan. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đang tiếp tục xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán. Đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Trịnh Văn Quyết về phương án khắc phục hậu quả vụ án. Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, đến ngày 25 tháng 7, bị cáo đã khắc phục khoảng 240 tỷ đồng. Về phương án khắc phục tiếp theo, Trịnh Văn Quyết cho biết, từ khi khởi tố, bị bắt tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán, bị cáo đã liên tục làm việc với cơ quan điều tra và luôn xin được khắc phục số tiền thiệt hại là trên 700 tỷ đồng. Tiếp đó, bị cáo đã làm việc với luật sư với mong muốn xin dùng tài sản để khắc phục. Bị cáo đã bán hãng hàng không Bamboo trước để có tiền đền bù và đã thu được 200 tỷ đồng, nộp tiền vào tài khoản của cơ quan điều tra để khắc phục. Còn lại 500 tỷ đồng họ cam kết chuyển về cơ quan điều tra để bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Ông Trịnh Văn Quyết nói rằng, tài sản của tập đoàn FLC rất lớn, nói khiêm tốn cũng trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng với 5.000 tới 6.000 phòng khách sạn 5 sao và nhiều tài sản khác. Dự án khu 3 Nam Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thu hồi và tạm giao đất cho Công ty Xây dựng và Phát triển Kinh tế quận 6, nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Phú, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư và xây dựng khu nhà ở và chung cư cao tầng tại phường 10 vào ngày 7 tháng 6 năm 2004. Thế nhưng sau hơn 20 năm trôi qua, dự án khu 3 Nam Lý Chiêu Hoàng vẫn ngủ yên bên cạnh những căn nhà tạm bợ, xung quanh đầy rác thải, kênh rạch ô nhiễm. Đa phần các ngôi nhà của người dân tại khu vực này đều trong tình trạng dột nát, xuống cấp nghiêm trọng vì quá lâu không được sửa chữa xây mới. Cứ mỗi trận mưa lớn, người dân lại nơm nớp lo sợ nhà sập. Mùa nắng thì phải sống cảnh ngột ngạt trong những căn nhà cũ nát, ọp ẹp. Nhằm kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng dự án, Ủy ban Nhân dân quận 6 đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân thành phố tạm ngưng việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Phú, đồng thời kêu gọi đầu tư chỉnh trang hạ tầng giao thông khu vực với tổng mức đầu tư dự kiến 185 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, để ổn định đời sống của người dân. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về những khó khăn vướng mắc xung quanh dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên.
Đồng thời, đơn vị này cũng kiến nghị điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư cho dự án. Theo chủ đầu tư, dự án còn nhiều hạng mục cần tiếp tục thi công, do đó cần bổ sung hơn 1.570 tỷ đồng để thực hiện. Với những phát sinh trên, chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Hội đồng thẩm định thành phố xem xét, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Dự báo trời sẽ càng nóng, thì không độ càng thưởng nóng. Xé nhãn, quay số nè. Trúng tổng tiền mặt tới 1. Thưa quý vị, với người dân cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương mẫu mực, sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, một nhà văn hóa lớn, người học trò rất xuất sắc, trung thành, tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày qua, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hết sức đau buồn, tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để kịp đến Hội trường Thống Nhất, bà Lê Thị Kim Liên, 73 tuổi, xuất phát từ 1 giờ sáng tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng để được vào thắp nén hương cho người lãnh đạo mình thương quý. Cảm xúc cô rất là đau buồn, thương tiếc bác Nguyễn Phú Trọng. Vì lý do là bác vĩnh viễn ra đi, không còn gặp lại được bác. Nên cô muốn tới đây để đắp thắp cho bác tiên nhang lần cuối. Để nhớ những người có công ơn với Tổ quốc, với đất nước này. Bác Trọng là một người vị anh hùng của đất nước Việt Nam. Để xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ nhân dân, no ấm, mạnh giàu. Hẹn cùng với tình nguyện viên nghệ sĩ của nhà văn hóa Thanh Niên tới đây để kính tiễn bác với lòng trân trọng. Và ngay từ lúc mà biết tin bác mất thì hẹn rất là xúc động. Từng lời bác nói, từng điều bác chia sẻ hay là những lời chia sẻ của bác dành cho thế hệ sẽ luôn luôn ghi nhớ. Có thể có những điều to lớn mình có thể làm, nhưng mà hành động thì cũng việc nhỏ nhất để có thể thay đổi. Và luôn nhớ câu nói của bác đã chia sẻ với tất cả mọi người. Hôm nay em cùng với tất cả mọi người kính cẩn người tiễn bác, trân trọng biết ơn sự cống hiến của anh dành cho đất nước. Với tấm lòng là một người dân Việt Nam đến để viếng và cầu mong bác, hương hồn của bác sớm được trở về thì cực lạc, cầu mong cho đất nước Việt Nam, từng người dân Việt Nam cùng chung tay xây dựng một đất nước hồ vinh phát triển. Đó là chắc có lẽ là đó là ý nguyện của bác hằng mong muốn cho đất nước Việt Nam của mình được phát triển sánh với lại bài bản Nam Châu. Đó. Không chỉ với người dân Việt Nam, sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè quốc tế. Sau khi nghe được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc. Tổng Bí thư là người kiên định theo chủ nghĩa Mác, là nhà lãnh đạo vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, theo dõi cuộc sống của nhân dân và đã đi hết cánh đồng, đường phố, nhà máy, nhà dân của miền Nam, luôn đồng hành cùng nhân dân Việt Nam. Ông sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và kể cả Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí, là bạn bè, là anh em với nhân dân Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng nhau nâng cấp quan hệ Trung Quốc-Việt Nam thành đối tác chiến lược toàn diện và cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang tính ý nghĩa chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam, không ngừng thúc đẩy quan hệ ngoại hai nước tiến về phía trước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự trân, người dân Trung Quốc đã mất đi một người bạn, một đồng chí tốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng chúng ta. Tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát này. Ông Nguyễn Phú Trọng đối với người Mỹ là một người có tầm nhìn về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hướng tới hòa bình. Đối với tôi, ông ấy là một người nhìn xa trông rộng. Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy và cũng ghi nhận những đóng góp của ông không chỉ cho Việt Nam mà còn cho thế giới. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn, sự chia buồn đối với người dân Việt Nam và có vinh dự đại diện cho người dân Mỹ để tham dự tang lễ của vị Tổng Bí thư. Một năm trước, Tổng thống Biden đã đến Hà Nội, chúng tôi đã gặp ông Trọng để nâng cấp quan hệ đối tác của hai nước, cam kết với một tầm nhìn trong tương lai, một tương lai nơi mà Việt Nam và Mỹ có sự thịnh vượng tốt hơn, sự kết nối lớn hơn và củng cố sự xây dựng của Bắc Trọng về quan hệ vốn đã vững mạnh của hai quốc gia. Thưa quý vị, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đó mới là người cộng sản chân chính. Dân tộc ta sẽ cùng nhau biến đau thương, mang niềm tin yêu, kính trọng, biết ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành những suy nghĩ và việc làm tốt đẹp để xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng văn minh, phồn thịnh. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Kính thưa quý vị, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh đến liên hệ trực tiếp tại Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh chị và hàng trăm người lao động khác bị công ty nợ lương từ năm 2021. Mọi người đã khởi kiện ra tòa án. Năm 2023, tòa ra quyết định công nhận kết quả hòa giải. Cụ thể, công ty có nghĩa vụ thanh toán tiền lương còn nợ của người lao động, người ít nhất hơn 30 triệu, người nhiều thì hơn 100 triệu đồng. Sau đó, từng người đã gửi đơn đề nghị thi hành án. Chi cục thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu từ đầu năm 2024. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa ai nhận được tiền. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Nguyễn Thị Đoan Chinh, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Chị có ký hợp đồng mua một căn hộ với giá hơn 1,6 tỷ đồng của một công ty bất động sản. Chị đã thanh toán gần 800 triệu đồng cho công ty. Gần đến ngày bàn giao nhà như thỏa thuận, công ty không tiến hành xây dựng như hợp đồng nên công ty mời chị lên để ký thanh lý trả lại tiền. Tuy nhiên, công ty không chi trả lại tiền theo đúng như thỏa thuận mà chỉ trả nhỏ giọt 10 đến 20 triệu đồng. Chị mong báo phản ánh để công ty trả lại tiền cho chị đúng như thanh lý đã ký kết. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay, ngày 26 tháng 7 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.